Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn, cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Đây là tiệm nail của anh Kim Mì Nguyễn đến từ Dallas, Texas. Đây là cái cảnh sơn tiệm nail của anh Kim Mì rất là đẹp. Tổng cộng là có 32 ghế và diện tích trong tiệm là 4.200 square feet rất là lớn. Và tiệm này có 22 người thợ làm việc trong cái tiệm này. Đây là cái tiệm rất là đặc biệt và rất là sang trọng. Đây là phía trước của những người thợ đang làm và phía bên tay phải là cái quầy tính tiền và phía sau là cái quầy để trục phục vụ beer and nước ngọt and soft drink. Và phía bên tay phải chúng ta có trên trần thì có những cái đèn chùm rất là đẹp. Sau đó thì có đây là cái đèn, đây là cái bàn để làm tay làm bộ mới phiên nhận ngoài. Phía bên tay phải chúng ta là có tất cả những cái ghế, thì mỗi cái ghế nó có một cái số thứ tự. Thì đây là cái tiệm rất là đẹp của quý vị nào nên tham gia và tìm hiểu mà xây dựng tiệm nail thì liên hệ với anh Chim Mì. Thì ở đây là có một số cái hay trong tiệm này là decor, là làm cho khách hàng rất là relax, enjoy rất rất là enjoy. Và đây là cái phía bên trong cái tầng, và phía sau nó một cái phòng VIP nữa để tìm tổng cộng là 4.200. Vậy nào mà cần tìm hiểu thì liên hệ anh Kim Mì, mình sẽ để số điện thoại ở dưới. Xin chúc tất cả các anh chị trong tiệm nail sức khỏe và thành công. Thì trong tiệm nail thì có hai cách, thứ nhất là dịch vụ, thứ hai là bán hàng, đúng không? Thì dịch vụ thì mình có nail pedicure và facial. Và bán hàng thì mình có thể bán Soul Solution, Marine Mud và Lufra. Thì dĩ nhiên là mình có thể bán nhiều thứ khác, nhưng mà bây giờ giả sử như mình bán ba thứ này thôi. Thì bây giờ mình đưa cái mục tiêu là một tiệm nail đó, mỗi ngày họ sẽ làm 10 cái pedicure. Mỗi một cái pedicure hồi xưa lấy 25 đồng, bây giờ mình sẽ lấy 35 đồng. Tức là mình sẽ lời 10 đồng một cái pedicure. Thì làm 10 cái tức là lời 100 đồng, đúng không? Facial á, bây giờ một cái facial mình sẽ lấy 20 đồng. Cái mặt nạ đó thì 10 cái là 200. Và mục tiêu mỗi ngày mình sẽ bán 6 chai Soul Solution. Mình một chai mình bán lời 10 đồng, 6 chai là 60. Một chai Marine Mud mình sẽ bán một chai lời 10 đồng, 2 chai là 20. Và một chai Body Lufra mình sẽ bán một chai lời 10 đồng, 4 chai là 40. Thì cộng lại đó thì cái income của cái tiệm đó sẽ tăng là 420 đồng một ngày, nhân cho 30 ngày tức là 12.600 đồng. Nếu mà anh chia 64 đó thì chủ tiệm người ta lấy 40%, tức là chủ tiệm sẽ lời được 5.040 đồng từ cái dịch vụ bán hàng. Kế tiếp đó, là điểm từ công ty New Skin. Một cái new pedicure là 2 điểm, 10 cái pedicure là 20 điểm. Một cái facial là 2 điểm, 10 cái facial là 20 điểm. Một cái soul solution là 15 điểm, 6 cái là 90 điểm. Một cái marine mud là 17 điểm, 2 cái là 34 điểm. Một cái body lufra là khoảng 9 điểm, 4 cái là 36 điểm. Thì cộng lại đó là 200 điểm, đúng không? Nhân cho 30 ngày tức là 6.000 điểm mỗi tháng. Ở 6.000 điểm GSP đó, công ty sẽ trả cho mình 16%, tức là mình được 960 đồng. 960 đồng mà cộng cho 5.040 đồng tức là 6.000 đồng. Thì bằng cách là vừa bán và sử dụng chừng này ấy, thì cái tiệm nail đó có tăng được thu nhập là 6.000 đồng một tháng. Tức là một năm cái tiệm nail đó cái chủ đem vào túi sẽ được thêm 72.000 đồng. Chỉ có theo cái kế hoạch này thôi. Thì bây giờ mình hỏi một người chủ này, anh chị làm nail bao lâu rồi? Ví dụ như họ làm 5 năm. Thì từ trước tới giờ họ không có làm cái này. Tức là sao? Là từ trước tới giờ mỗi tháng họ mất 6.000, một năm 72.000 và 5 năm là 360.000 họ mất. Nên là họ cần phải đem cái sản phẩm để vào công việc ngay lập tức. Ok, chấm hết, thank you.